Giờ đây là bản ca Dân Rượu, là bản ca sau cùng của cơ sở mai táng Triệu Thành Phát. Một lần nữa Kim Thủy cùng Minh Hiền cũng thay thế tiếng lòng của các con còn ở lại để khóc tiễn đưa mẹ lần sau cuối. Đây bài ca Dân Rượu. Đây ba chung rượu giấy trong người mẹ quá cô, nén hương tàn nghi ngút khói mờ bay. Lễ di quan đã được điểm sáng rồi, mẹ sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Mẹ ơi, chốc lát nữa đây khi cổ sẽ tan rẽ, từ từ lắng băng sẽ đưa thân xác mẹ về lòng đất lành muôn đời. Mẹ ơi, thôi kể từ đây mẹ xa cháu con rồi. Chung rượu đầu tiên con xin khấn nguyện cầu hương hồn mẹ nhẹ nhàng về cõi Tây Phương. Mẹ ơi, mẹ đi rồi là ngôi nhà này quạnh quẽ cô liêu, chỉ còn lại là khói hương nghi lễ đổ hai hàng con tiễn mẹ đi. Ôi từ biệt sanh ly muôn đời chia. Đây chung thứ hai em xin kính rót kính cẩn, mời anh cai quan thay nghe mặt gia đình. Anh hãy lo xong trách nhiệm của mình, đồng quan tài mẹ em thật là em ai, để xác thân lần cuối cùng được em nhẹ thanh tơi. Xin dâng lên cùng các anh em chân đồng, dù khó khăn thế nào xin hãy ráng vượt qua. Hãy đưa mẹ em về nơi phần mộ được an lòng trong giấc ngủ ngàn thu. Và còn đây, đây là chung rượu thứ ba cháu xin kính rót để đáp đền công cực khổ mấy ngày quá của ông bà cô bác gần xa. Đến đây chia buồn cùng tăng quyến, cháu xin thay mặt gia đình xin lại ta. Mẹ ơi, đường vĩnh biệt chỉ còn trong gang tấc, các con cái cháu hai hàng khóc tiễn mẹ. Mẹ tạo quá cơ cầu ai nỡ khiến xuống, mà đường đến mến ngàn năm vĩnh biệt. Thôi kể từ đây mẹ không còn nữa, kể từ đây mẹ xa mãi gia đình. Từ nay tôi hết thương thùng, đây ba chung rượu sau cùng tiền nguyện cầu cho một mảnh linh hồn của mẹ hiền.